Bơi ra tuốt cái tàu ngoài á em. Khỏe dữ ha. Muốn chơi cái này thể lực. Dạ. Cởi đi được hết ra. Bọc lại cho nó kỹ. Còn người ta không có vận chuyển đâu. Wow, cái súng này cũng nặng ha, tầm mười mấy ký. Chì này là bao nhiêu ký anh? 14 ký. Mỗi cục 1 ký 72 cân. Dạ. À mình phải đeo theo trọng lượng cơ thể hả? Đúng rồi. Nó vừa tầm với cái kích thước của mình là dạ. Thank you.
máy thả lửa. À, cái lớp xe ô tô ai bình thủng là bơm luôn. Cái này bơm ô tô mà. Bơm ô tô. Đây này, này là đó. Đúng là đánh mới tinh luôn. Bình thường là lên bờ là chết rồi. Chân vẫn còn giật giật kìa. Hơi bị đau. Anh Tùng, có nhớt đây, có nhớt có cái gì đó bảo là tốt nhất cũng mua rồi nhưng vẫn là nó vừa mặc cá mú, cá mú, cá mú sai nó nhỏ nhỏ gì á, mú này ăn cũng ngon. Hả? X 10 lên nè. Con này chỉ có x 3 là maximum size rồi. Cá mú nó chỉ mú rạng này nhiêu đây à, mà ngon lắm. Có ai chụp hình gì không nè? Được luôn nhỉ. Dạ. Chả mang máy đi em ạ. Cá mú ở đây rồi. Hay nhỉ. Con này thôi nó bé quá em ạ, thả. Dạ, thả. Mùa sinh sản nó to to một chút nữa. Con này có khi còn chưa đạp mái đạp trống thì khổ thân nó. Bảy khách for territory thế hệ mới. Cái này là cái tấm pin năng lượng mặt trời nữa các bạn. Của Anker mới ra luôn. Sạc khá là ok. Móc lên đúng không ạ? Liệu anh có nhỏ làm lại cái gạch xong. Cái vải này nó mỏng, vải nhẹ. À, nó nhẹ. Cái vải kia mua vẫn bị dày. Cái đó là hả? Dạ. Yeah. Điều này anh xài 7 năm rồi. Ghê. Mới nó bền và cố luôn. Anh giữ kỹ ghê đó. Cái xốp người ta cột lại. Là chắc để 7 không? Để mật đồ nó vô chắc người ta quay lưới thế nào. Mà nó để luôn bây giờ. Thả xuống ở trong. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really wanted to be down into your face. I wanna love you, I wanna give you an invitation. The highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hẹp lại. Thôi đấy vui lắm. Như cảm giác như cục cá đấy. Phòng hết vô.
nó chạy ra hay là mình kéo nó ra? Kéo rồi, kéo mặt. Cục đầu luôn. Mình cho chùm vô máy giữ lại nè. Như câu cá vậy, kẹp đứt đầu hết à. Sao ta kéo vô trong, kéo cái cây vô trong luôn kìa. Cái hang nó sâu, cái đồng cỏ này kéo tuốt xuống dưới. Bắt lại thử. Bay không được luôn nè. Ôi chim này quen quá. Giờ bay vô chụp nó là được à. Quá trời luôn á. Con đó nữa nè. Đó, còn con nằm kìa. Linh đứng đây, đang sinh linh. Chị quay chưa? Thôi, không nhìn gì đâu. Muốn lửa. Too long.
Thank you.